năm người Việt mình ở phố xa đông vui lắm, bao nổ rộn ràng để mừng đón xuân sang. Nguyện cầu sức khỏe bình an, làm ăn mãi mãi mừng đón xuân. Xin chào một lần nữa, xin kính chúc sức khỏe đến cho quý khán giả. Bà con ơi! Ơi chị có lớn nè, ơi lại nha. Bà con ơi! Bà thì ơi lớn mà ơi con còn nhỏ quá, con phải ơi lớn lên chút xíu đi nha. Bà con ơi! Vậy mới được. Vâng, cảm ơn quý vị. Và sau đây thì mình xin thưa với quý vị một câu chuyện rằng là năm nào mà Tổng hội sinh viên của tụi Thiên Dung mời ca sĩ thì Tổng hội sinh viên kỵ nhất á, là những người ca sĩ nào mà hát những bài mưa nè, đông nè, bão tố. Vậy thì sau đây Đỗ Thanh kính mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tháng 6 trời mưa không dứt. Ok anh này. Không phải không có bài đó. Vâng, quý vị biết là mỗi một năm Tổng hội sinh viên tổ chức thì trước một tuần lễ đã có một cái buổi để cúng tổ tiên cầu trời đất. Cho là người ta thường nói là mưa thuận gió hòa, cái này là chỉ cần gió ít thôi, trời nắng ráo không có mưa để cho quý bà con đi coi được vui hơn. Nhưng mà một tiếng hát sau đây còn sống động hơn là bão, hơn là mưa nữa quý vị. Một tiếng hát rất trẻ, để kính mời quý vị cùng thưởng thức theo một thể điệu sát phương với nam ca sĩ Đoàn Vy.